360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Ford Focus. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Ford Focus nó có những phiên bản như phiên bản hatchback này, phiên bản sedan này. Trong mỗi phiên bản hatchback hoặc sedan đều có phiên bản 1.6 này hoặc là 2.0 các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Ford Focus này ở phiên bản 1.6 số tự động và bản sedan các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đấy, và chiếc xe này lăn bánh được hơn 13 vạn km thôi. Cụ thể là 13 vạn 9 km, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn đồng hồ này là chúng tôi không tua các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn, màu bạc mà lăn bánh chỉ có hơn 13 vạn km thôi. 2014, tính ra là đến năm nay là đã sử dụng được 10 năm rồi, mỗi một năm chỉ hơn 1 vạn thôi các bạn ạ, rất là ít. Với những chiếc xe mà chạy 1 năm mà hơn 1 vạn là rất ít các bạn nhé, còn bình thường nó phải tầm 2 vạn, hơn 2 vạn một chút, còn hơn 1 vạn mới đến tầm 1 vạn là rất ít luôn các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là 288 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2014 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.6 sedan số tự động 2014 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2014 phiên bản 1.6 sedan số tự động này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua thôi. Thì tôi cũng đã dọn dẹp qua thôi, gọi là dọn qua một chút về động cơ này, dọn qua một chút về nội thất này, chứ còn bên ngoài là chúng tôi chưa làm gì đâu ạ. Bên ngoài chúng tôi chỉ có rửa thôi các bạn nhé, chứ còn xước sát nhỏ thì là tôi vẫn để nguyên, tôi không có sơn đâu các bạn ạ. Đấy, tại vì là những chiếc xe này nó cũng ở cái tầm ít ít tiền, cho nên là cái lợi nhuận nó không được cao, cho nên là chúng tôi làm chúng tôi cũng rất là tiết kiệm. Đấy, làm những cái cần thiết thôi các bạn nhé. Đấy, những cái nào mà cần thiết thì chúng tôi mới làm, chứ còn là chủ xe cũng đi nó cũng xước sát ít thôi, không nhiều đâu bạn ạ. Xước sát dăm rất là nhỏ, nhìn phải thật gần, thật tinh thì mới thấy được những cái vết xước nhỏ, ví dụ như này đây các bạn này. Đấy, những cái vết xước nhỏ như này đây, phải nhìn thật tinh và nhìn thật sát lại thì mới thấy được các bạn nhé, chứ còn nhìn xa là không thấy vết xước đâu. Đấy, cho nên là chúng tôi cứ để nguyên. Có những cái vết xước nhỏ như kiểu như này này, chỉ cần đánh bóng là hết thôi, nhưng mà chúng tôi cũng chưa đánh bóng đâu các bạn nhé. Đấy, thì chúng tôi để nguyên cho nó tiết kiệm, để cái giá thành xe cho nó đến với tay quý khách hàng là nó được thấp nhất các bạn nhé. Đấy, thì những chiếc xe mà ở cái tầm giá tiền nó hơn 200 triệu này, lợi nhuận nó cũng rất là ít, chúng tôi gọi là lãi nó rất là mỏng, cho nên là tiết kiệm từng đồng một để giá thành nó rẻ các bạn nhé. Đấy, về cái phần nước sơn bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, nước sơn zin còn rất là nhiều nhá. Và chiếc xe này thì cũng chưa có bị tai nạn gì đâu các bạn ạ, chỉ có xước sát nhỏ nhẹ, cho nên là người ta sơn. Những cái việc đấy thì ở Hà Nội này, đi xe Hà Nội này thì không thể tránh được các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhiều các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc trước đây các bạn này, toàn bộ từ cụm đèn pha này còn rất là mới luôn này, chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Đấy, thì cụm đèn pha này rất là đẹp luôn này. Xe cũng đã có sẵn là đèn gầm rồi các bạn này, đã có đèn gầm rồi nhá. Cabo cũng còn sơn zin nguyên bản này, chưa sơn cabo, chưa sơn. Đấy, và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với những chiếc xe ở cái phân khúc hạng C này, nếu như mua mới cũng rất là đắt tiền, cho nên là chủ xe người ta cũng rất là cẩn thận các bạn ạ, đi giữ gìn này, và dán phin cũng rất là xịn luôn. Đấy, dán phin Vicun rồi các bạn này. Đây,
Đây là cái phiên V-Cool mà chủ xe đã dán các bạn nhé. Phiên V-Cool thì tất cả những cái tem cánh cửa đều có tem của V-Cool các bạn này. Đấy, V-Cool đây này. Mỗi một tấm dán kính là đều có một cái tem của V-Cool nhá. Đấy là phiên V-Cool của hãng thì mới có. Chứ còn nếu như dán ở bên ngoài là không có đâu bạn này. Tem V-Cool đây này. V-Cool xịn đây các bạn nhá. Một chủ từ đầu cho nên là người ta mua dán ngay từ lúc mới. Và cái V-Cool, phiên V-Cool này rất là đắt tiền. Mỗi một xe dán V-Cool ít nhất cũng phải trên 10 triệu đồng. Và V-Cool là người ta bảo hành 10 năm các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này thì dán V-Cool đến bây giờ thì cũng đã hết bảo hành của V-Cool rồi. Nhưng dán là dán từ đầu luôn bạn nhé. Nếu như những chiếc xe mà dán bằng những cái phim khác, phim rẻ tiền ấy, thì bây giờ có mà phải dán lại đến mấy lần rồi. Nhưng V-Cool bảo hành 10 năm cho nên là vẫn còn rất là xịn, rất là đẹp. Nhìn ở bên kính đây ạ. Nhìn ở kính những cái phim xịn nó rất là trong. Đấy, rất là trong và kính nào cũng có tem của V-Cool hết này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nước sơn rồi. Và đây là cái phần ba đời sốc sau các bạn xem nhé. Ba đời sốc sau thì cũng rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ từ cụm đèn pha này cũng còn rất là mới này. Đấy, cụm đèn pha rất là mới, rất là sáng. Chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị là camera lùi này. Màn hình Android rồi này, camera lùi này, cảm biến lùi rồi này. Đấy, rất là đẹp và đầy đủ các bạn nhé. Cho nên là chiếc xe này bỏ ra ít, tuy ít tiền nhưng bây giờ nếu như chị em phụ nữ hoặc là những anh em nào mà mới lái mua về để cho nó đi cho nó quen xe thì bỏ ra có hơn 200 triệu đồng thôi. Thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe này rồi. Và về đi cho những tay lái mới thì đã có cảm biến lùi rồi, yên tâm luôn rồi này. Camera lùi, màn hình Android camera lùi rất là nét, rất là xịn luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phải nói là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và dàn lốp Michelin thì còn rất là dày này. Lăn bánh được hơn 13 vạn rồi. Cho nên là cái dàn lốp này là cái dàn lốp thứ hai rồi các bạn nhé. Nhưng mà còn rất là dày các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C các bạn nhé. Đi thì đầm, chắc chắn, khỏe. Đấy, vì ở cái phân khúc hạng C thì khung gầm, thân vỏ, các thứ nó đều chắc chắn hơn. Nó đều to hơn, trọng lượng của nó nặng hơn những chiếc xe phân khúc hạng B mà giá thành còn rẻ hơn cả những chiếc xe ở phân khúc hạng B quý vị và các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì chưa được gập điện nhưng được tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Đây là cái táp bi mà sử dụng nhiều nhất đây, dành cho ghế lái cho nên là quý vị và các bạn xem đây, còn rất là đẹp này. Chưa có bị xước sát gì cả nhé. Tất cả các nút đều rất là đẹp luôn. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này. Đấy, táp bi cánh cửa rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng cũng rất là đẹp này quý vị ạ. Vô lăng này hơn 13 vạn thôi. Vô lăng còn rất là mới như này này. Đáng bọc nhưng mà vô lăng rất đẹp này. Các bạn xem này, tất cả đều rất mới nhé. Đồng hồ công tơ mét đây, 13 vạn 9 km này. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là chúng tôi không tua này. Đấy, và trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn này. Đấy, ở cái phân khúc này không có chạy dịch vụ cho nên là trần người ta xe gia đình sử dụng nhưng người ta không bọc trần. Và cũng để nguyên trần và rất sạch, giữ gìn sạch sẽ nhé. Và nội thất thì cũng đã được trang bị là nội thất ghế da rồi này. Rất là đẹp luôn. Đấy, trải sàn da này. Bên dưới là trải sàn da này, bên trên là lót thảm 5D này. Rất là đẹp luôn, rất là sang luôn các bạn nhé. Một chiếc xe chỉ hơn 200 triệu thôi mà quý vị các bạn đã được sở hữu ngay. Một chiếc xe phân khúc hạng C số tự động đẹp như này đây ạ. Đấy, tay phanh này rất mới này. Cần số cũng rất là mới luôn này. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này cũng rất là mới đây. Từng những cái phần nút này đều rất đẹp này. Nội thất bên trong này, phải nói là hàng ghế sau này thì cũng rất là mới luôn. Vì là những cái xe ô tô đa số ở Hà Nội này là một người đi làm thôi. Để một người đi làm thôi cho đằng sau ít người ngồi. Đi gia đình thì thỉnh thoảng chỉ có cuối tuần hoặc là đi về quê mới ngồi đến những cái hàng ghế sau này. Chứ bình thường ít người ngồi đến hàng ghế sau này các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé.
vẫn còn đầy đủ nguyên cả hai chìa khóa các bạn ạ. Hai chìa khóa đầy đủ luôn này. Đồng hồ công tơ mét thì các bạn xem đây rồi, 13.9 chuẩn này. Vô lăng đẹp như này các bạn xem này. Vô lăng nguyên bản và đẹp như này đây. Đấy, mới như này. Có 13.9 thôi, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về cái đồng hồ này nhé. Đồng hồ thì chúng tôi không tua, nhưng quý vị và các bạn đi xem xe thì quý vị và các bạn cũng phải xem toàn bộ về những cái gì nó liên quan. Ví dụ như đồng hồ mà chạy 13.000 mà vô lăng mà nó nát hết ra rồi thì chắc chắn là nó không phải, cái đồng hồ không phải các bạn nhé. Đồng hồ đây 13.9 mà vô lăng nó còn phải đẹp như này đây. Đến cần số nó cũng phải đẹp như này đây. Tay phanh đẹp như này đây. Và màn hình thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị một cái màn hình Android rất là xịn nhé. Camera lùi rất là nét. Tôi đang ngồi sau cho nên là không thử được camera cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, tất cả từ tablo này, tabi này đều rất là mới như này. Các bạn xem những cái phần nhựa này, nó cũng rất là mới này. Đấy, từ những cái phần nhựa này, rồi nỉ trần các bạn xem này, mới chưa? Ở những phân khúc hạng C này là nó cũng thuộc dàng xe đắt tiền, cho nên là chủ của những chiếc xe này người ta đi cũng phải giữ gìn các bạn nhé. Nó cùng phân khúc với những chiếc xe Toyota Altis này, Mazda 3 này, Kia Cerato này, Hyundai Elantra. Đấy, ở những chiếc xe này là cùng phân khúc hạng C đấy. Nó đắt tiền cho nên ít người mua những chiếc xe này để chạy dịch vụ bạn ạ. Và hơn nữa chiếc xe này là thương hiệu của Mỹ, cho nên là tất cả các thứ này, đồ của nó đều rất là bền các bạn nhé. Nỉ thì rất là đẹp này, mới này. Những cái này là không có thể làm lại đâu các bạn nhé. Cái này là còn nguyên hết này, không làm lại được đâu. Đấy, chả nhẽ lại đi thay hết cả những cái này. Quý vị các bạn xem này, những cái phần nhựa này, phần nỉ này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau này các bạn nhé. Đấy, tất cả là cũng còn nguyên bản này. Từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cốp sau này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đây, tất cả là còn nguyên này. Cốp sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên luôn các bạn nhé. Và quý bạn xem đây ạ. Với những chiếc xe ở phân khúc hạng C thì cái cốp sau nó rất là rộng này, rộng rãi, và đặc biệt ở chiếc xe này thì không chạy dịch vụ và chạy ít, cho nên là chủ xe cũng không có để đồ gì nhiều trên những cái phần nỉ. Các bạn xem này, phần nỉ này đều rất là mới luôn này. Đấy, phần nỉ đều rất là mới luôn nhá. Chủ xe đã lót thêm cả một lớp nữa ở dưới này để chống bụi bẩn. Phải mở là phải hai lớp, chủ xe rất là cẩn thận luôn. Đấy, hai lớp luôn này. Và đây, cái lốp siêu cua các bạn xem này. Đằng sau này còn mới tinh luôn, lốp siêu cua còn chưa hạ các bạn nhé. Lốp siêu cua còn mới tinh luôn này. Đấy, còn vạch sơn đỏ này. Chưa hạ đâu các bạn nhé, chưa hạ siêu cua còn mới tinh, chưa dùng thế nào. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, những cái phần nỉ này cũng đều rất là đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa cũng rất là mới đây. Đấy, toàn bộ từ nội thất. Ui giời, vẫn còn quên cái kẹp tóc của chị em phụ nữ này. Đấy, chắc của vợ chủ xe vẫn còn để đây. Vừa mới dọn mà chưa dọn kỹ hết này. Đấy, toàn bộ trần này, cái ghế sau này đều rất là đẹp luôn này. Trải sàn 5D rồi, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là rất là sang, sạch sẽ này. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía sau, phía trước bên lái của bạn nhé. Phía trước bên phụ, xin lỗi quý vị các bạn, đây là cánh cửa phía trước bên phụ này. Từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa đây, cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất đẹp luôn này. Đấy, rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn nhé. Nội thất hàng ghế trước thì bạn thấy đây ạ, cũng đều rất là mới. Tuy chỉ ngồi đằng trước này thì ngồi nhiều hơn đằng sau, nhưng cũng còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái ghế này các bạn xem này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chỉ 288 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe sedan số tự động như thế này đấy. Giá thì rẻ như xe morning mà được đi một chiếc xe phân khúc hạng C của bạn nhé. Rất là đẹp.
Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ở cái phiên bản 1.6 sedan này thì Ford cũng đã trang bị là một khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít quý vị và các bạn nhé. 1.6 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn này. Đấy, tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn nhé. Vừa mua về được buổi chiều hôm qua thì nay dọn được cái động cơ, dọn được cái nội thất thôi. Bên ngoài chưa có làm gì cả, bên ngoài chỉ mới rửa thôi các bạn nhé. Đấy, và động cơ rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn các bạn nhé. Mới lăn bánh được có hơn 13 vạn thôi, cho nên là còn rất là đẹp và rất là mới như này đây các bạn này. Đấy, phải nói là một chiếc xe quá là đẹp luôn các bạn nhé. Chỉ ở cái ngân sách ở hơn 200 triệu đồng thôi mà quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đẹp, mới như này đây các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản từ những cái ốc cabo này, nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Rất đẹp luôn, rất là mới luôn, còn nguyên bản này. Ốc cabo luôn các bạn nhé. Một chiếc xe sedan số tự động hạng C rất là đẹp như này đây các bạn này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.6 sedan số tự động sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh được hơn 13 vạn km này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Focus 2014 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên tới kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.